Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến một bài đọc ngắn. Bài này thì có một số các cái từ vựng mà các bạn sẽ học được cái cách diễn đạt của người ta và hiểu được cái căng các cự, cái cảm giác với cái từ đó để mà rút kinh nghiệm trong cái quá trình mà mình đọc nhá. Câu hỏi của mình là sai sim no imi ga jisu ni notte nai to aru ga naze ka? Tại sao mà lại người ta lại viết cái câu này là các cái ý nghĩa mới gần đây thì đang không được đưa vào từ điển, thì lý do là tại sao? Các bạn nhớ làm bài trước khi check đáp án nhé. Bây giờ mình sẽ cùng đọc xem là người ta sẽ giải thích như thế nào. Sai shin no imi ga jisu ni notte nai to wa yoku iwareru koto de aru. Người ta thường hay nói rằng là các cái ý nghĩa mới gần đây thì không được đưa vào từ điển. Thì mình lại lặp lại cái cách nói đó là cái động từ mà iu này, kangae này, rồi omou này, khi mà chuyển nó thành dạng bị động như thế này này. Bởi vì là thứ nhất là cái đối tượng người ta nói đến nó là vật, nên là mình phải chuyển cái động từ này nó sang dạng bị động này. Tiếp cái ý thứ hai là khi mà mình đọc thấy câu bị động mà mình dịch ra ấy, thì mình sẽ hiểu là mọi người thường hay nói là như thế, để lôi cái yếu tố thứ ba vào để mà biết được rằng là cái điều mà người ta đang nói ở trên này này là thường hay được mọi người nói như vậy. Hoshu teki sugiru to. Mình thấy ở đây có một cái cách viết mà cũng rất là hay gặp, đó là viết lơ lửng cái từ tố này ở cuối câu thì nó sẽ ẩn đi một cái động từ nào đấy. Thì thường nó sẽ ẩn đi cái động từ mà đã được nhắc tới rồi. Thì ở đằng trước cái câu của mình, cái động từ được nhắc tới là iwareru. Thì ở đây nó tố ở đây này, người ta cũng là ẩn đi cái động từ đó. Và mọi người nói rằng là vì là quá bảo thủ hoặc là cố chấp nên là dẫn tới cái việc là các cái ý nghĩa mới gần đây không có đưa vào trong từ điển. Thì tố ở đây nó sẽ ẩn đi là tố iwareteru. Jisu wa sono ten komawari ga kikanai. Cái komawari ga kikanai đây là một cái cụm từ cố định, nghĩa là xử lý một cách linh hoạt hoặc là mau lẹ hoặc là nhanh nhẹn ấy. Thì ở đây người ta đang nói rằng là từ điển đang không thực sự là xử lý một cách mau lẹ hoặc là nhanh nhẹn cái điểm này. Thì cái câu này nó vẫn là bổ nghĩa cho cái câu ở đằng trước, và nó vẫn đi với cái ý là tố iwarete được, là mọi người đang nói cho cái lý do là tại sao mà các cái ý nghĩa gần đây không được đưa vào từ điển, bởi vì là quá bảo thủ này, bởi vì rằng là cái từ điển hiện tại bây giờ đang không thực sự là nhanh nhẹn hoặc là nhanh nhạy bén, đúng không, trong cái vấn đề này. Kereromo sai shin no imi o jisu ni noseta totan sono imi ga kiete shimatta ra dou daro. Thế nhưng mà verb tạo tố tang này, khi mà vừa mới đăng cái ý nghĩa mới nhất lên trên từ điển thì liệu sẽ như thế nào? Đô đà rồ, đúng không? Khi mà shimatara, nếu như mà cái ý nghĩa đấy nó lại biến mất. Sono jisu wa mo tsukware mo shinai furui imi o nosete iru koto ni naru. Thì cái cuốn từ điển đó nó sẽ làm sao? Nó sẽ koto ni naru, là sẽ trở thành là đang đăng tải những cái ý nghĩa mà nó cũ và hầu như là không còn được sử dụng nữa. Dakara jisu no henshau wa atarashii imi ga nihongo no naka ni kichinto deichaku suru ka dou ka o mikiwamete iru kara. Là bởi vậy cho nên mà những cái người edit các cái cuốn từ điển thì làm sao sẽ mikiwamete iru, là sẽ xem xét hoặc là cân nhắc một cách rất là thấu đáo nhé. Cái từ mikiwameru ở đây mình sẽ hiểu là cái từ kiwameru này nó mang cái ý nghĩa là một cách rất là thấu đáo ấy, một xem xét rồi cân nhắc một cách rất là cẩn thận, một cách rất là triệt để đấy, xem là cái ý nghĩa mới đấy nó có thực sự là cà đô cà, có thực sự là tê chắc cự. Tê chắc cự ở đây là bám sâu hoặc là ăn sâu vào trong cái tiếng Nhật hay không. Hoshiu teki toyu yori shincho da to itte hoshi. Itte hoshi ở đây là tôi muốn người khác làm gì cho mình, đúng không? Hay còn gọi ở đây mình có hai cái đối tượng là cái mọi người và tác giả, đúng không? Thì là ở đây mình đang hiểu là muốn là mọi người phải nói rằng là đấy là cái sự thận trọng hơn là cái sự bảo thủ. Ấy thì là cái lý do tại sao mà các ý nghĩa mới nó lại không được đưa lên từ điển, đúng không? Bởi vì rằng là Dakara này, những cái người mà edit người ta sẽ phải cân nhắc thật là kỹ xem là nó có thực sự ăn sâu vào trong cái tiếng Nhật hay không. Bởi vì rằng là sao cái đoạn bên trên này, tại sao mà họ lại phải mikiwameru như thế? Bởi vì rằng là những cái cuốn từ điển mà viết những cái từ ngữ mà
không còn được sử dụng nữa ấy, thì sẽ trở thành một cái cuốn mà chỉ có làm sao đang đăng tải những cái ý nghĩa rất là cũ mà không có sử dụng nữa, thì cái cuốn từ điển đấy nó cũng không không được, đúng không? Đấy, thì đáp án của mình nó là cái câu số 1 này này. Atarashi imi ga sorai nokoru ka o chiui fukaku handan shite iru kara. Bởi vì rằng là mọi người đang làm sao đang handan shite iru, đang đánh giá một cách rất là cẩn thận. Chiui fukaku là đánh giá một cách cẩn thận xem là trong tương lai nó có còn tồn tại hoặc là còn lại cái ý nghĩa mới đấy không. Đấy, thì cái từ mà chiui fukaku handan shite iru nó bằng với cái ý là mikiwameru này. Còn cái sorai no koru ka nó bằng với cái ý là kichin to te chaku suru ka do ka, trong tương lai nó có còn hay không, nó có còn được lưu giữ rồi lưu truyền hay không. Đấy, thì đáp án của mình nó chính là cái câu số 1 này. Câu số 2 là gì? Atarashii imi ga dono you ni henka suru ka o kangaete iru kara. Bởi vì rằng là mọi người đang cho rằng không biết ka do ka, đúng không, suru ka này, không biết là cái ý nghĩa mới đấy nó có nó sẽ thay đổi như thế nào, thì cái đoạn mà thay đổi như thế nào thì là sai nha các bạn. Nó chỉ ghi rằng là nó có biến mất hay không thôi, nên là cái đoạn thay đổi này là sai. Câu 3 là gì? Atarashi imi o do setsume suru ka o jikkuri kangaete iru kara. Bởi vì cái bởi vì mọi người đang suy nghĩ một cách rất là cẩn thận xem là sẽ giải thích cái ý nghĩa mới đấy như thế nào, thì cái câu này cũng không hề nói tới nhá. Ở đây người ta chỉ nói đến cái ý là khi mà đăng lên từ điển mà cái ý nghĩa đấy nó bị mất thì coi như là cái cuốn từ điển đấy chỉ viết những cái ý nghĩa cũ và không sử dụng được ấy. Đấy, nên là cái đoạn mà giải thích như thế nào thì người ta không có nói tới. Câu 4 là gì? Atarashii imi wa shikan ga tatsu to izure kieru to omotte iru kara. Bởi vì mọi người đang nghĩ rằng là khi mà thời gian trôi qua thì cái ý nghĩa mới đấy thì không sớm thì muộn, cái từ izure ở đây là không sớm thì muộn thì nó cũng sẽ bị biến mất, đúng không? Thì cái đoạn mà không sớm thì muộn nó cũng sẽ biến mất, cái từ izure này, cái từ izure là một cái từ gôi mà các bạn sẽ cần phải nắm rõ. Mình sẽ gửi cái link mà mình viết cái ý nghĩa của izure này ở trong cái phần bài đọc này để các bạn tham khảo thêm. Nhưng mà mình sẽ hiểu cái izure đây là không sớm thì muộn thì nó sẽ bị biến mất ấy. Nhưng mà có biến mất hay không ấy thì là không biết, đúng không? Nên là cái ý này là đang bị sai. Nên đáp án của mình nó chỉ là còn cái ý số 1 thôi. Đó là cái bài của ngày hôm nay. Ở trong bài này nó có cái từ là xử lý linh hoạt và mau lẹ là komari ga kikanai. Thì trong từ điển người ta giải thích với hai cái ý nghĩa này là semai tokoro de mo lakku ni ugoki mawareru, hoặc là zokyo ni awasete subayaku taiso dekiru. Thì các bạn nhớ cái cụm từ này nhá. Và cái từ mikiwameru này đấy, là một cái từ mà xem xét rồi cân nhắc một cách kỹ càng rồi tỉ mỉ. Te chắc cự là ăn sâu bám rễ rồi gắn liền, đúng không, vào trong tiếng Nhật hay không này đấy. Thì các bạn nhớ cái phần đó. Bài của mình hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Chào và hẹn gặp lại các bạn nha.